Sách Thi Thiên chương 63. Linh hồn khát khao Chúa được thỏa nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con. Con hết lòng tìm cầu Chúa, như trong vùng đất khô cằn, nước nẻ, chẳng có nước. Linh hồn con khát khao Chúa, thân thể con mong ước Ngài. Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh, chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, mọi con sẽ ca ngợi Ngài. Như vậy, con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con. Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên. Linh hồn con được thỏa mãn nơi ăn tủy, xương và mỡ. Môi miệng con sẽ vui vẻ và ca ngợi Chúa. Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa và suy gẫm về Ngài suốt các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ con, và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám chặt lấy Chúa, tay phải Chúa nâng đỡ con. Những kẻ tìm hại mạng sống con sẽ sa xuống vực sâu của đất. Chúng sẽ bị phó cho sức mạnh của thanh gươm, làm mồi cho chó rừng. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời. Tất cả những người nhân danh Chúa mà thề nguyện đều sẽ tự hào. Còn miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Sách Mát chương 13. Lời tiên báo về sự hủy phá Jerusalem và sự quang lâm của Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu vừa ra khỏi đền thờ, một môn đồ thưa với Ngài: Thưa Thầy, Thầy xem kìa, những tảng đá to lớn và các tòa nhà vĩ đại làm sao? Đức Chúa Giêsu đáp: Con thấy những tòa nhà này vĩ đại ư? Rồi đây sẽ không còn viên đá nào trồng trên viên đá nào nữa. Tất cả đều sẽ bị đổ xuống. Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với đền thờ, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê đến hỏi riêng Ngài: Xin Thầy nói cho chúng con biết lúc nào các điều ấy xảy đến, và có dấu hiệu nào để biết thời điểm kết thúc tất cả việc ấy không? Đức Chúa Giêsu bắt đầu nói với họ: Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng chính ta là đấng ấy, và chúng sẽ lừa dối nhiều người. Khi các con nghe nói thì đừng bối rối, việc ấy phải xảy đến, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên nghịch lại dân khác, nước nọ chống với nước kia, sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém xảy ra. Đây mới chỉ là khởi điểm của những khốn khổ mà thôi. Về phần các con, hãy cảnh giác vì họ sẽ nộp các con cho các tòa án. Các con sẽ bị đánh đập trong các nhà hội, và vì ta, các con sẽ phải đứng trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ. Nhưng trước hết, tin lành phải được rao giảng cho mọi dân tộc. Khi họ giải nộp các con, đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con, vì không phải các con nói đâu, nhưng là Đức Thánh Linh. Anh em sẽ nộp nhau để bị giết, cha sẽ nộp con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. Các con sẽ bị mọi người ganh ghét vì danh ta. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Nhưng khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn tại nơi không được phép gây ra, ai đọc phải hiểu, thì ai đang trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống hoặc chạy vào nhà để lấy bất cứ vật gì, ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo choàng. Trong những ngày ấy, thật khốn thay cho phụ nữ mang thai và các đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho việc đó không xảy ra trong mùa đông, vì trong những ngày ấy sẽ có hạn nạn mà từ thở khai thiên lập địa, lúc Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ cho đến bây giờ cũng chưa từng có, mà về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. Nếu Chúa không rút ngắn các ngày ấy thì không một ai được cứu. Nhưng vì những người Ngài đã chọn nên Ngài rút ngắn các ngày ấy. Khi ấy, nếu có ai bảo các con: Này, Đấng Christ ở đây, hay kìa, Ngài ở đó, thì đừng tin.
Những kẻ giả danh đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện. Chúng làm các dấu lạ, phép màu để nếu có thể thì lừa gạt cả những người được chọn. Hãy cảnh giác, ta đã nói trước mọi việc cho các con rồi. Trong những ngày ấy, sau kỳ hoạn nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng. Các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. Bấy giờ người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến giữa đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp những người được chọn khắp bốn phương, từ cùng trời đến cuối đất. Hãy rút ra bài học từ cây vả. Vừa lúc cây đâm chồi ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. Cũng vậy, khi các con thấy các điều đó xảy ra thì biết con người đã gần, đang ở ngay trước cửa. Thật, ta bảo các con, thế hệ này sẽ không qua đi trước khi mọi việc kia xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời ta nói sẽ không bao giờ qua đâu. Vì ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả các thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, chỉ một mình cha mà thôi. Hãy cảnh giác và tỉnh thức, vì các con không biết giờ đó đến khi nào, cũng như một người kia sắp lên đường đi xa, khi rời nhà, giao quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và dặn người gác cửa phải tỉnh thức. Vậy, hãy tỉnh thức vì các con không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay tảng sáng. Kẻ chủ nhà về thình lình bắt gặp các con đang ngủ chăng? Những gì ta nói với các con, ta cũng nói cho mọi người. Hãy tỉnh thức. Sách Ô-xê chương 6. Lời kêu gọi dân Israel thật lòng ăn năn. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành. Ngài đã đánh chúng ta, nhưng sẽ băng bó vết thương. Sau 2 ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ 3, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy để chúng ta sống trước mặt Ngài. Chúng ta hãy nhận biết Đức Giê-hô-va. Hãy gắng sức nhận biết Ngài. Sự hiện đến của Ngài là chắc chắn, như sự xuất hiện của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa xuân tưới đất. Israel và Juda không ăn năn. Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ephraim? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Juda? Tình yêu các ngươi dành cho ta giống như mây buổi sáng, như sương mai chống tan. Vì vậy, ta đã dùng các nhà tiên tri cắt chúng ra. Ta đã giết chúng bằng lời nói từ miệng ta. Sự phán xét của ta lóe lên như ánh sáng. Vì ta muốn lòng thương xót, chứ không phải sinh tế, thích sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là tế lễ thiêu. Nhưng như Adam, chúng đã vi phạm giao ước, và tại đó, chúng đã phản bội ta. Gã-la-át là thành của những kẻ làm ác, thành đầy vết máu, như bọn cướp rình rập người qua lại. Băng nhóm thầy tế lễ cũng giết người. Trên con đường đi đến Si-chem, chúng phạm tội ác thật khủng khiếp. Trong nhà Israel, ta đã thấy một điều ghê tởm. Ở đó, Ephraim làm điều dâm loạn, Israel trở nên ô uế. Hỡi Juda, ngươi cũng vậy. Một mùa gặt đã định cho ngươi khi ta đem dân ta trở về từ chốn lưu đày. Chương 7. Tội ác của Israel. Khi ta muốn chữa lành cho Israel, thì tội lỗi của Ephraim và sự gian ác của Samari bị phơi bày. Vì chúng làm điều giả dối, kẻ trộm lẻn vào bên trong, kẻ cướp đánh phá bên ngoài. Chúng không tự nhủ lòng rằng ta nhớ hết mọi điều gian ác của chúng. Bây giờ, hành vi của chúng bao vây chúng, sơ sơ trước mặt ta. Chúng lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua, dùng lời dối trá làm vừa lòng các thủ lĩnh. Tất cả bọn chúng đều là kẻ ngoại tình, giống như lò nướng bánh cháy rực. Người nướng bánh ngừng khơi lửa, từ khi nhồi bột cho đến lúc bột dậy men. Trong ngày vui của vua chúng ta, các thủ lĩnh phát ốm vì hơi nồng của rượu. Vua bắt tay cả những kẻ ưa nhạo báng. Chúng rình rập, lòng chúng đầy âm mưu, như lò nướng hừng hực. Người nướng bánh ngủ suốt đêm,
nhưng đến sáng lò nướng vẫn cháy phừng phừng. Tất cả bọn chúng đều nóng như lò lửa, nuốt chửng các quan sát của chúng. Tất cả vua của chúng đều bị sụp đổ. Không ai trong đám họ kêu cầu ta. Ephraim pha trộn với các dân khác. Ephraim khác nào chiếc bánh không trở. Các dân ngoại đã nuốt hết sức lực nó mà nó không biết. Tóc trên đầu đã lớm đớm bạc mà nó chẳng hay. Tính kiêu ngạo của Israel tố cáo lại nó. Dù vậy, chúng vẫn không trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình và cũng chẳng tìm kiếm Ngài. Liên minh vô ích với các nước. Ephraim giống như chim bồ câu khờ khạo, thiếu khôn ngoan. Chúng kêu cứu Ai Cập rồi chạy đến với Assyri. Khi chúng ra đi, ta sẽ giăng lưới trên chúng. Ta sẽ làm cho chúng rơi xuống như chim trời. Ta sẽ xử phạt chúng theo như điều hội chúng đã nghe. Khốn cho chúng, chúng lìa bỏ ta. Chúng đáng bị tiêu diệt vì đã chống lại ta. Chính ta muốn giải cứu chúng, nhưng chúng dùng lời dối trá chống lại ta. Chúng không hết lòng kêu cầu ta, nhưng lại than vãn trên giường mình. Chúng tự rạch mình để cầu xin lúa mì và rượu mới. Chúng đã phản bội ta. Dù chính ta đã tập luyện và làm cho cánh tay chúng mạnh mẽ, chúng vẫn âm mưu đồ gian ác chống lại ta. Chúng không hướng về đấng chí cao. Chúng khác nào cây cung bị hỏng, các thủ lĩnh của chúng sẽ ngã bởi gươm đao. Vì lưỡi chúng thốt ra lời giận dữ, chúng trở thành trò cười trong đất Ai Cập.